Ngủ dậy không thấy ba mẹ đâu, bé gái hoang mang bước xuống giường đi tìm mà quên mất là mình chưa biết đi. Bé gái giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài và không thấy ba mẹ đâu. Sau khi ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh và nhận thấy chỉ có mình ơn ở trong phòng, cô bé bắt đầu bò xuống giường trong cơn hoảng loạn, đồng thời khóc thật to để phát tín hiệu cho ba mẹ biết, nhưng cũng không người nào nghe thấy. Vì quá ấm ức thế nên cô bé đã quyết định tự mở khóa kỹ năng đi bộ bằng hai chân để đi tìm mẹ. Sau khi xem qua camera, người mẹ cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy con gái vừa khóc vừa tập tễnh đi trong phòng để tìm mình. Vì trước đó bé hầu như chưa có biết đi, nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng thấy vừa thương mà cũng vừa buồn cười. Thương bé thức dậy mà chẳng có ba mẹ ở bên cạnh, lại vừa không nhịn được cười trước hình ảnh cô bé quên mất rằng mình chưa có biết đi. Một số bình luận được mọi người để lại: không được, ta phải đi tìm mẹ. Nào đi thôi, hai chân của ta. Gặp khó khăn á, cái tự nhiên có thêm bộ kỹ năng mới. Làm lần nữa là bé biết chạy marathon luôn cho coi. Đây gọi là có sóng gió mới có thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.